Shop Hàng Nhiệt Độ Địa xin kính chào các bác. Hôm nay là ngày 30 tháng 12 năm 2020. Thời tiết miền Bắc đang bắt đầu rất là rét rồi. Máy sưởi bắt đầu lại lên ngôi các bạn. Mà cái máy Sanyo này em bán thì nó lại có 4 chức năng luôn. Vừa có sưởi ấm, hút ẩm, lại có làm lạnh. Cho nên là mùa nào em cũng bán được, mà bán rất là chạy. Ở đây là cái chức năng hút ẩm của nó nhé. À, chức năng làm lạnh vào mùa hè nhé. Và mùa hè thì khi nhiệt độ ngoài trời khoảng 35 đến 38 độ thì máy này nó kéo xuống được khoảng 25 đến 28 độ các bạn. Đấy. Các bác có thể ngồi trước nó làm mát hay quạt, hoặc là các bác có thể làm mát phòng để các bác bố trí được ống thoát khí nóng. Tiếp theo là cái chức năng thứ hai là cái chức năng hút ẩm. Những cái ngày nồm của miền Bắc ấy, ướt nhoét thì các bác chuyển sang chế độ này cho em hút ẩm 20 lít một ngày luôn. Cực khủng. Ngang ngửa với những con hút ẩm công suất lớn. Chức năng thứ ba đây là em bán đang vào những ngày này đang thời tiết hanh khô lạnh, em bán con này để sưởi ấm cho các bác. Nhiệt độ sưởi ấm đây đang là 95 độ. Đấy. Rất ấm nha, các bác có thể sưởi ấm trực tiếp hoặc là sưởi ấm cho cả phòng. Phòng thì các bác có thể con này chắc là vào khoảng 15 đến 20 mét vuông. Máy có chế độ đảo gió tự động này, cánh gió đảo tự động được nhé. Cánh gió đảo tự động được luôn. Đây là tuột này thôi. Đây là cái đầu cảm biến đo nhiệt thôi. Đấy. Có hẹn giờ tắt này, hẹn giờ bật này, đầy đủ tính năng. Có chế độ gió tự nhiên, có 3 tốc độ gió, thấp, trung bình, cao. Chiều ngang con máy này chỉ có hơn 20 phân, chiều cao 60, chiều sâu 40. Có bánh xe di chuyển này, rất là tiện nhé. Nhà các bác nào có người già, trẻ, nhỏ hay là cần sấy khu vực nào hoặc là sửa ấm khu vực nào, các bác di chuyển đấy tiện hơn điều hòa rất là nhiều ạ. Đấy. Con máy rất là tiện luôn. Đây nó làm lạnh bằng dàn lạnh bên này các bác nhé. Dàn lạnh. Máy sử dụng điện 220V luôn, hàng sản xuất tại Nhật. Điện 220V, công suất lạnh 330W, công suất nóng 1130, hút ẩm là 20 lít một ngày. Các bác thấy chưa? Công ty Sanyo Electric. Đấy, máy con máy này rất là đẹp này. Bên dưới này là bình nước. Đấy, bình nước. Nếu các bác hút ẩm thì nước sẽ vào đây, hoặc các bác chạy điều hòa nước vào đây. Còn các bác sợ nó đầy bình nước, nó ngắt lốc thì các bác cho nước ra đây. Đấy, hứng xô hoặc là làm vòi cắm vào đây. Thiết kế rất thông minh luôn nhé. Một con máy mỹ mãn luôn. Em bán là 3,5 triệu. Các bác nào lấy thì các bác liên hệ nhé. Con này số 19. Giá chưa phí vận chuyển. Đó, xin chào các bác.